khi các anh phương Tây tập gym bẻ thanh lò xo 100kg thì sẽ như thế nào? Người thứ nhất bẻ không nổi thanh lò xo. Đến người thứ hai vẫn không bẻ thanh lò xo không thành công. Đến người thứ ba bẻ thanh lò xo 100kg rung cả người mà vẫn chưa thành công. Đến cả người thứ năm, thứ sáu vẫn chưa chinh phục được thanh lò xo 100kg. Nhưng khoan, đã có người thứ bảy chinh phục được thanh lò xo Hắc Long Đao 100kg. Sức mạnh của anh ấy thật là khủng khiếp.